Tượng gỗ Nguyễn Hồng xin chào anh chị nhà mình nhé. Hôm nay giới thiệu anh chị nhà mình một tác phẩm quan công chất liệu là gỗ cẩm chỉ Gia Lai có chiều cao 54, ngang 28 và sâu là 27 chị nhé. Và anh chị nhà mình cùng thưởng lãm cho em này từ cái chất gỗ và cũng như là cái đường đối lục rất là tuyệt vời. Thần thái của ngài rất là sắc nét, ánh mắt này, rồi là bộ râu này là rất là tỉ mỉ cho em luôn. Áo giáp thì cũng làm được thiết kế hình hổ phù của chị nhé, được làm chậu khắc nổi ạ. Tà áo gấp lép rất là mềm mại tinh xảo, và những cái chi tiết kênh bông như là cái phần giải áo này được làm kênh hẳn ra chị nhé. Tác phẩm này thì đụng tứ diện cho em này, từ mặt trước ra mặt sau. Mặt sau thì phô ra được cái tà áo gấp lép này và phô ra được cái chất gỗ cẩm vân rất là đẹp. Tác phẩm có chiều cao là 28, ngang là chiều cao là 54, ngang 28 và sâu 27 chị nhé. Và anh chị nhà mình quan tâm thì có thể là liên hệ cho bên em qua số điện thoại quen thuộc là 0987 336 318 hoặc là 0966 336 318 chị nhé. Và hẹn gặp lại anh chị nhà mình vào những buổi video tiếp theo ạ.